Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Tiên Lữ có tỷ lệ hộ dân đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch cao nhất tỉnh. Xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, nhiều hộ dân tiếp tục hiến đất mở rộng đường giao thông để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bước chuyển trong cải cách hành chính ở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Hưng Yên sẵn sàng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiền, Bệnh viện Phổi Hưng Yên tận tâm với nghề. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 2 năm 2019, tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch của huyện Tiên Lữ đạt gần 60%, là địa phương có tỷ lệ đấu nối nước sạch cao nhất tỉnh. Hiện nay, toàn huyện Tiên Lữ có 4 nhà máy nước được đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch cho 15 xã thị trấn. Các nhà máy nước đều đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống lọc với công nghệ tiên tiến, chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đến hết tháng 2 năm 2019, tỷ lệ đấu nối của toàn huyện đạt 59,3%, trong đó có 3 xã cơ bản đạt 100% số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch là Thủ Sĩ, Hải Triều và An Viên. Hiện nay, các nhà máy nước đang tiếp tục đấu nối đường ống mở rộng mạng lưới cấp nước. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch đến từng hộ dân, từ đó khắc phục tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Nhằm nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa qua, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã vận động nhân dân đầu tư kinh phí mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Xã Trung Nghĩa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Từ đó đến nay, đời sống kinh tế của nhân dân đã có nhiều khởi sắc. Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, năm 2018, xã đã nâng cấp, sửa chữa và xây mới trường lớp học của 2 cấp, làm mới gần 3 km đường giao thông nông thôn. Để có được kết quả trên là do ngoài nguồn hỗ trợ kinh phí của tỉnh, thành phố, xã đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân trong việc đóng góp tiền của ngày công lao động. Để nâng cấp một số tuyến đường rộng hơn, sau khi đã được công nhận nông thôn mới, vừa qua, hơn 20 hộ dân thôn Đặng Cầu đã tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường từ 2,5 m lên 5 m. Hiện tại, xã đang tiếp tục vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp. Trước nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát ra diện rộng, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch. Theo số liệu thống kê của Chi cục Thú y, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã công bố dịch tả lợn châu Phi tại 39 xã của 10 huyện thành phố, đã tiến hành tiêu hủy gần 7.800 con lợn. Hiện tại, ngoài thành lập chốt kiểm dịch các cấp, hỗ trợ hóa chất, vôi khử trùng tiêu độc, các hộ chăn nuôi cần tăng cường hơn nữa công tác phòng trừ dịch bệnh. Đặc biệt, khi phát hiện lợn có các biểu hiện bất thường, cần báo ngay với cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua, ngoài công khai minh bạch các loại giấy tờ hồ sơ để hướng dẫn cho doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo hướng trực tuyến, được các chủ đầu tư đánh giá cao. Các quy định của luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài vào trong khu công nghiệp đã được ban niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng trên cổng thông tin điện tử của ban. Điều này giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ động trong công việc của mình khi biết rõ cần phải hoàn thiện những giấy tờ, tờ khai gì để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả là số hồ sơ thiếu phải trả lại để bổ sung không còn diễn ra. Việc hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, kiến nghị cho nhà đầu tư được kịp thời, tạo niềm tin cho doanh nghiệp đến đầu tư. Tôi làm việc ở công ty cổ phần Technocom. Tôi có đến đây để giải quyết một số công việc về thủ tục hành chính ạ. Và tôi thấy là các cán bộ công nhân viên ở đây đều hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ, để tôi có thể hoàn thành công việc. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại ban không phải bằng các báo cáo hành chính, mà đi vào cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, được chứng minh bằng kết quả cụ thể. Năm 2018 và quý 1 năm 2019, có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khoảng 60% so với quy định của pháp luật. Như thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư
và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày, rút ngắn 15 ngày so với quy định của pháp luật. Các thủ tục điều chỉnh dự án có thời hạn giải quyết 15 ngày, nay rút xuống không quá 7 ngày, từ 30 ngày xuống còn 7 đến 10 ngày đối với các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng. 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại ban là đều thông qua hệ thống mạng và cái phần mềm quản lý và điều hành văn bản của tỉnh cũng như phần mềm dịch vụ công của tỉnh. Thì trong thời gian qua thì tập thể lãnh đạo ban cũng đã thống nhất chỉ đạo các bộ phận chuyên môn là thống nhất về giải quyết các thủ tục hành chính phải thực sự là đơn giản hóa. Và trong năm 2018 vừa qua thì chúng tôi đã thống kê và có trên 99% là các thủ tục giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn đối với doanh nghiệp. Chính nhờ những việc làm này mà công tác thu hút dự án và đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Ngoài thu hút được những dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, thì số dự án và đầu tư mới cũng tiếp tục tăng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 398 dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp với số vốn đăng ký gần 24.000 tỷ đồng và hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Với 10 khu công nghiệp được quy hoạch xây dựng, khi lấp đầy dự án, đây sẽ là cú hích để kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh phát triển mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, xã Hoàn Long vừa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Yên Mỹ. Tại đây, ngay từ những ngày đầu chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Nhờ đó, những tiêu chí khó, những vướng mắc trong quá trình thực hiện đã được người dân tích cực chung tay giải quyết, góp sức hoàn thành 19 tiêu chí. Nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Hoàn Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động kết hợp với nêu cao vai trò tiên phong của các đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mang tính quyết định giúp người dân hiểu và đồng tình ủng hộ. Mỗi một chủ trương, quyết định đều đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, nâng cao vai trò của cộng đồng từ khâu quy hoạch đến huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực đó đã giúp Hoàn Long bừng lên sức sống mới. Đến nay 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành, 100% đường trục chính của xã và 4 thôn được cứng hóa bê tông. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,2%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới toàn diện, văn minh. Là một người dân tôi thấy là rất là phấn khởi trong cái chương trình này, là được sự quan tâm của tỉnh, của huyện và đặc biệt là đầu tư của xã, rất là phấn khởi. Là nhân dân đa số là ủng hộ và rất phấn khởi, kể cả nhân dân cũng là sẵn sàng là đóng góp cả công cả sức cả của trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương cùng với kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, thời gian qua công tác phát triển nông nghiệp hàng hóa được cấp ủy chính quyền xã triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nổi bật. Trên địa bàn đã hình thành rõ những vùng sản xuất hàng hóa tập trung như cây ổi ở thôn Ngân Hạnh, vùng cam cảnh, quất cảnh ở thôn Trấn Đông, rau màu các loại ở thôn Đại Hạnh, chăn nuôi ở thôn Hòa Mục. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng năng suất chất lượng. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng nhanh, thu nhập cho người dân cải thiện đáng kể. Trong phát triển kinh tế, thì xã Hoàn Long là một cái địa phương mà có cái tốc độ phát triển kinh tế rất là nhanh. Đặc biệt là phát huy được cái giá trị của cái đồng đất, thì đời sống thu nhập của nhân dân là rất ổn định. Các thôn thì có 4 làng thì đều giữ vững làng văn hóa, nhân dân đồng tình cũng rất cao, nhất là cán bộ đảng viên rất là gương mẫu. Chủ trương xây dựng nông thôn mới đã và đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân xã Hoàn Long. Sự chung sức chung lòng của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã được ghi dấu qua những công trình ý đảng lòng dân, không những phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế mà còn tạo bộ mặt mới cho nông thôn. Không dừng lại ở đó, thời gian tới Hoàn Long sẽ tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế, góp sức hoàn thiện hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa để giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, vào 0 giờ ngày 1 tháng 4, cả nước sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hiện nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tổng điều tra đã được các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.
Theo kết quả rà soát và cập nhật bảng kê, toàn tỉnh Hưng Yên có 2.253 địa bàn điều tra với 370.000 hộ dân cư và 409 địa bàn đặc thù với 5.000 nhân khẩu đặc thù. Như vậy, Hưng Yên cần tuyển chọn gần 1.000 điều tra viên, điều tra phiếu toàn bộ, gần 400 điều tra viên, điều tra phiếu mẫu, 163 tổ trưởng, 140 giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện, gần 1.000 người tham gia ban chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện, cấp xã. Đến ngày 15 tháng 3, các địa phương đã hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ điều tra, công tác quản lý, lập bảng kê hộ cho các thành viên ban chỉ đạo, các điều tra viên, giám sát viên ở các xã thị trấn. Vừa rồi chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn xong ngày 14. Thế còn tuyên truyền thì bắt đầu chúng tôi đã xin công văn số 38 của Ủy ban nhân dân huyện là hướng dẫn các xã coi như tuyên truyền cho đến hết ngày 26 tháng 4. Cái mục đích là làm cho coi như nhân dân coi như nắm được mục đích ý nghĩa của thẩm điều tra. Từ đó thì cung cấp những thông tin coi như chính xác, kịp thời, đầy đủ. Điểm mới trong cuộc tổng điều tra năm nay là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn, từ khâu chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng phiếu điện tử thu thập thông tin qua máy tính bảng, điện thoại thông minh và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự thu thập thông tin qua mạng Internet. Hưng Yên sẽ tiến hành điều tra hoàn toàn bằng phiếu điện tử để thu thập 100% số hộ của các địa bàn điều tra, không có địa bàn nào điều tra bằng phiếu giấy. Để cho cái tổng điều tra đạt được kết quả tốt, thứ nhất là cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần phải coi đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Và với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành. Cái thứ hai là ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra và tăng cường khâu tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra lần này. Thứ ba là đối với các điều tra viên thì cần phải thể hiện cái tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác tổng điều tra, nắm vững nhiệm vụ tổng điều tra và có đầy đủ các cái thiết bị là máy tính bảng, điện thoại thông minh và sử dụng thành thạo cái phiếu điện tử trong cái thiết bị thông minh để tham gia vào công tác tổng điều tra. Đối với người dân thì cần cung cấp thông tin để các điều tra viên ghi vào phiếu điều tra một cách trung thực, đầy đủ và kịp thời. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của các điều tra viên là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với các số liệu điều tra chính xác sẽ phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm tiếp theo. Hiện nay với 1.000 đồng, chúng ta khó có thể mua được gì có giá trị. Tuy nhiên, với phương châm góp gió thành bão, từ phong trào tiết kiệm 1.000 đồng của học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoai Châu, nhà trường đã cùng các em học sinh tiết kiệm được một số tiền lớn để làm những việc có ích cho xã hội. Phong trào tiết kiệm 1.000 đồng được trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu phát động từ năm học 2015-2016, từ 1.000 đồng một ngày của mỗi học sinh. Nhưng nhiều học sinh thực hiện trong nhiều ngày, nhiều tuần sẽ tạo nên nguồn quỹ lớn nên đã thành nề nếp cuối mỗi buổi học. Ban cán sự lớp phối hợp với cô giáo chủ nhiệm nhận 1.000 đồng từ mỗi học sinh quyên góp. Phong trào phát động một tháng trong mỗi năm học, kết quả sau 4 năm triển khai, nhà trường đã thu được 120 triệu đồng, số tiền được sử dụng để hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà và làm hệ thống đèn chiếu sáng hai bên cổng trường. Tiết kiệm để làm việc thiện, để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn là đức tính cần được trang bị cho thế hệ trẻ. Bằng những việc làm nhỏ thiết thực, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã hướng học sinh của mình biết yêu thương, chia sẻ với những người không may mắn trong xã hội. Phong trào tiết kiệm 1.000 đồng vẫn sẽ được tiếp tục duy trì và mở rộng tại nhà trường trong năm học tiếp theo. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3, Bệnh viện Phổi Hưng Yên tổ chức buổi truyền thông lưu động nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về căn bệnh này. Buổi truyền thông lưu động có sự tham gia của hơn 40 đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế diễu hành trên các trục đường chính của các huyện thành phố. Tại bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức nói chuyện sức khỏe chuyên đề phòng chống bệnh lao cho bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện, phát tờ rơi tại cộng đồng nhằm giúp người dân nắm được kiến thức cơ bản về bệnh và huy động sự tham gia của các ban ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng vào hoạt động phòng chống lao.
Đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030 là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao năm nay. Được biết trong năm 2018, số bệnh nhân lao các thể được phát hiện và điều trị là hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ điều trị khỏi đạt hơn 90%. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù công việc, các bác sĩ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả để điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm lao. Họ là những tấm gương sáng về tấm lòng y đức. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiền làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Phổi Hưng Yên là một trong những người như thế, phản ánh nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. 16 năm gắn bó với ngành y là từng ấy thời gian bác sĩ Nguyễn Văn Thiền tham gia công tác phòng chống bệnh lao, tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình năm 2003, về làm việc tại khoa lao phổi và sau này chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Dù trong môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng vượt trên tất cả, bằng cái tâm của người thầy thuốc, bác sĩ Thiền không chỉ luôn gương mẫu đi đầu mà còn là tấm gương để các bác sĩ trẻ vượt qua thử thách, hết lòng chăm sóc người bệnh. Trong công việc thì có rất nhiều khó khăn, nhưng chủ yếu là cái khó khăn về độ hiểu biết của người bệnh. Thế nên mình cũng không ngần ngại gì để mình tư vấn trực tiếp và có những buổi mình nói chuyện bằng điện thoại. Ở bệnh viện có những cái số điện thoại của bệnh án, của bệnh nhân điều trị đấy. Đến khám thì chúng tôi vẫn cứ điện về trao đổi và động viên hỏi han và thúc giục. Ở bác sĩ Thiền, đồng nghiệp và bệnh nhân đều cảm nhận được sự gần gũi, nhiệt tình, ân cần, hết lòng quan tâm đến bệnh nhân và giúp đỡ đồng nghiệp. Hiểu được tâm lý của người bệnh, bác sĩ đã chú trọng việc nâng cao y đức, tuyệt đối không kỳ thị phân biệt đối xử với bệnh nhân, cố gắng tư vấn cho người bệnh, giúp họ yên tâm điều trị và giảm đi sự mặc cảm. Thì bác sĩ luôn có thái độ hài hòa, niềm nở, luôn tạo niềm vui cho đồng nghiệp cũng như là cho bệnh nhân. Bác sĩ Thiền là một bác sĩ có tâm huyết trong nghề nghiệp. Trong rất nhiều năm gần đây, bác sĩ nhận được rất nhiều lời thư khen, cảm ơn của người nhà và bệnh nhân và có rất nhiều thư khen của bệnh viện và sở y tế. Tháng 8 năm 2018, bác sĩ Thiền đã nhặt được và tìm trả lại cho bệnh nhân ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên một chiếc ví có hơn 20 triệu đồng tiền mặt và một đôi hoa tai vàng. Hành động đẹp của bác sĩ Thiền đã mang lại sự tin tưởng cho người bệnh và người nhà của họ khi đến khám điều trị tại đây. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi tồn tại nhiều điểm tập kết rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường. Quốc lộ 38 đoạn đi qua xã Phù Ủng có chiều dài khoảng 3 km hiện đang tồn tại nhiều điểm vứt rác thải bừa bãi ven đường. Trong đó, tại thôn Kim Lũ có một số điểm rác tập kết lâu ngày, ùn ứ với số lượng lớn kéo dài hơn 30 mét, với đủ mọi loại rác thải đổ tràn xuống cả lòng kênh. Tại thôn La Mát cũng có nhiều bãi rác nhỏ tự phát, trong đó có điểm kéo dài vài chục mét ven đường quốc lộ. Ruồi muỗi và mùi hôi thối bốc lên nồng đặc. Tình trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của các hộ dân cũng như người tham gia giao thông. Qua đây, mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đổ rác đúng nơi quy định để xây dựng các tuyến đường sạch đẹp, thôn xóm không có rác thải đổ bừa bãi gây ô nhiễm. Trong khi đó, nhận thấy lợi ích của mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã vận động người dân tham gia, trở thành địa phương đi đầu trong toàn huyện, góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay, toàn xã Nguyên Hòa có hơn 1.300 hộ dân, trong đó hơn 1.000 hộ sử dụng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn quy mô hộ gia đình, đạt tỷ lệ 80%, trong đó chủ yếu là mô hình hố rác di động. Người dân đào hố với kích thước 70 x 70cm, sâu 1m, bên trên đặt nắp đậy. Hàng ngày, các loại rác thải sinh hoạt trong gia đình được thu gom và phân loại, rác hữu cơ sẽ cho vào hố rác đào sẵn. Sau đó người dân tưới chế phẩm vi sinh và đậy nắp. Khoảng 30 ngày, rác thải sẽ phân hủy thành phân hữu cơ rất có lợi khi bón cho cây trồng. Mô hình đã mở ra hướng mới trong việc bảo vệ môi trường, giúp giải quyết tốt vấn đề rác thải ở địa phương. Sau nhiều ngày trinh sát, theo dõi di biến động của các đối tượng, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Khoái Châu bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại huyện Khoái Châu, bắt giữ 42 đối tượng, thu tổng số 368 triệu 400 nghìn đồng. Địa điểm các đối tượng tham gia đánh bạc là một trang trại ngoài đê cách xa khu dân cư thuộc thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Quá trình đột kích,
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang phía sau trang trại này có 42 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Bất ngờ bị lực lượng công an đột kích, các đối tượng đã nhảy xuống sông định tẩu thoát. Tuy nhiên do làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn và xây dựng phương án bắt giữ cụ thể chi tiết, nên chỉ sau ít phút toàn bộ các đối tượng đã bị công an tỉnh Hưng Yên bắt gọn. Khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số 368 triệu 400 nghìn đồng tiền mặt cùng toàn bộ vật chứng liên quan. Đây là ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền sự về hành vi đánh bạc. Có nhiều đối tượng cầm đồ có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Nhóm đối tượng này có khoảng gần 20 địa điểm đánh bạc, hoạt động lưu động tại các huyện Khoái Châu, Kim Động và Văn Giang, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ các đối tượng để mạnh điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng và mở rộng vụ án. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.